lúc báo tin buồn rười rượi. Đến thời điểm hiện tại, nhà đương kim vô địch Champions League mới chi ra hơn 4 triệu bảng để đưa cầu thủ tuổi tin Sep Van Zen bất về từ PEC Zone. Bên cạnh đó, họ cũng đang xúc tiến mua tài năng trẻ Harvey Elliot của Fulham. Cả hai cái tên kể trên đều là của để dành cho tương lai, chứ khó có thể chen chân vào đội một Liverpool mùa tới. Trên các phương tiện truyền thông, xuất hiện nhiều tin đồn dơ cóp liên hệ với Philip Coutinho, Nicola pp hay Marco Asensio. Nhưng huấn luyện viên Klopp khẳng định các bản hợp đồng này sẽ không xảy ra. Tiền đạo trẻ Brewster lập cú đúp trong trận giao hữu đầu tiên của Liverpool hè này, anh lập tức nhận được lời khen từ ông thầy Klopp.